Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động. Chúng tôi rất vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng hôm nay ngày 9 tháng 10. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin nóng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Ghi nhận của Báo Lao Động tại đường số 5, số 2, số 4 Trương Văn Hải, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức xuất hiện một đoạn lớn bê tông sụt lún nghiêm trọng sau cơn mưa lớn. Vị trí sụt ở giữa đường sâu 1,5m, đường kính 2m, nhiều mảng nhựa bê tông bị cuốn trôi, kèm theo cát sỏi gây nguy hiểm cho người đi đường. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Tăng Nhân Phú B xác nhận có sự việc này và đã cho căng dây, trình báo Trung tâm Phát triển Hạ tầng thành phố Thủ Đức để có hướng xử lý. Vừa qua, nhiều sự cố gãy đổ cây xanh gây tai nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử như ngày 7 tháng 10, một cây xanh thuộc họ Sao bật gốc ở quận 1 đè trúng 4 người đi đường phải nhập viện. Lý giải về tình trạng cây xanh bật gốc ngày càng nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những năm gần đây diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu, chiều cường gây ngập úng gia tăng, mật độ xây dựng đô thị, nhất là những tòa nhà cao tầng ngày càng nhiều đã làm thay đổi hướng gió, gây nên hiệu ứng đường hầm. Ngoài ra, các hành vi xâm hại đến hệ thống rễ cây xanh như đào đường, thi công các công trình ngầm đã tác động rất lớn đến khả năng sinh trưởng, phát triển và sức chống chịu của cây xanh. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình bình chọn điểm đến du lịch hấp dẫn Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa, truyền thống và những nét đặc sắc của địa phương. Chương trình bình chọn các điểm đến hấp dẫn có 4 giai đoạn kéo dài đến tháng 11 năm 2024. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có một số điểm nằm trong danh sách bình chọn điểm đến hấp dẫn như chợ Bến Thành, công viên du lịch văn hóa Suối Tiên, công viên du lịch công cộng Thiền Liền, đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 200.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ đẩy mạnh các thủ tục hành chính để giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, nhanh chóng triển khai luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kịp thời hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh tại thành phố, mô hình trường trạm đã được kích hoạt đến từng địa điểm theo kế hoạch. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên. Cái chương trình mô hình trường trạm mà được triển khai ngày hôm nay thì các bé được khám và điều trị dự phòng miễn phí. Bên khu điều trị bên này thì sẽ thực hiện các biện pháp bôi vernifloor để phòng ngừa tình trạng sâu răng cho các trẻ và đồng thời là phát hiện những răng có nguy cơ sâu thì sẽ được trám bích hố rãnh dự phòng. Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Căn cứ vào những dữ liệu khám bệnh thực tế, ngành y tế có thể theo dõi được sức khỏe của một công dân từ nhỏ đến lớn. Và mô hình trường trạm đang thí điểm cũng nằm trong kế hoạch cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố. Các bệnh viện sẽ chủ động biết được tình trạng sức khỏe của một công dân từ lúc nhỏ cho tới lớn. Thực tế là những cái tại bệnh viện thì đã làm nhiều cái đợt điều tra lắm rồi. Ví dụ điều tra từ năm 90 sẽ có rồi 95, rồi 2000, 2005, rồi 2011, rồi 2020. Tức là những cái đợt đó điều tra toàn thành phố luôn thì là bệnh viện có những cái số liệu để mà theo dõi và quản lý về sức khỏe răng miệng của người dân, trong đó thì có trẻ em và người lớn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ được phát sóng lúc 19 giờ từ thứ hai đến chủ nhật trên laodong.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.